Về mua hàng thì nó là feed, còn nếu chỉ để về tăng số lượt xem thì câu trả lời là view. Đấy, mục tiêu của anh nếu tăng số lượt xem thì là view. Muốn hỏi nữa là sắp tới thì bên mình cũng có cái kế hoạch mà sản xuất kiểu video ngắn đấy. Video ngắn, dạ bạn. Để đăng lên các cái định dạng. Thì bây giờ thì mình đang có suy nghĩ là mình sẽ đăng cả YouTube Short, Facebook Reel với cả TikTok. Đúng rồi. Nhưng mà chắc là cái kênh YouTube với cả TikTok thì mình chỉ đăng thử nghiệm cho vui thôi. Còn lại mình sẽ quảng cáo ở trên Facebook Reel. À. Thì cái phần đấy thì về sau Hạnh cũng có thể hỗ trợ cho mình được, đúng không ạ? Cái đấy là một vị trí quảng cáo. Facebook Reel, nào bao nhiêu người mua hàng? Ê, mình hỏi nha. Bao, bây giờ phải lấy một cái ví dụ mà mọi người mới hiểu. Cái bản tin feed đây. Với cả một cái nữa là mình muốn hỏi là sau này những cái bài mà mình chạy quảng cáo ở trên trên feed ấy, thì mình mới xem ở đâu đấy người ta có nói là có thể chạy được cái định dạng mà có cả video và hình ảnh. À, nó là mới của thằng Facebook. Đấy thì mình cũng muốn là sau này cái bài quảng cáo của bên mình là sẽ cũng chạy ở cái phần feed ấy. Thì thế đây, có đây, cả video. Đây đang nói về feed đây. Bao nhiêu người mua hàng ở trên bản tin feed? Bản tin feed là cái chỗ mà chúng ta đọc các thông tin liên quan đến text này, hình ảnh, video. Đây là bản tin feed, tức là mở phát ra là feed luôn. Còn reel này là cái chỗ mà cái video ngắn ấy. Reel mình sẽ xem ạ. Reel này là chỗ chứa video ngắn. Đây reel đây là chỉ lướt video ngắn như này thôi, không có hình ảnh gì cả. Bây hỏi này, bao nhiêu người mua hàng ở trên feed? Comment số 1. Bao nhiêu người mua hàng ở trên reel? Comment số 2. Nào từ từ anh chưa cần trả lời. Đây là khách hàng. Bao nhiêu người mua hàng trên feed, tức là cái bản tin bình thường ấy, thì comment số 1. Bao nhiêu người mua hàng trên bản tin reel, tức là bản tin ngắn của Facebook, thì comment số 2. Anh nhìn đi ra. Toàn số 1, tức là về mua hàng thì nó là feed. Còn nếu chỉ để về tăng số lượt xem thì câu trả lời là reel. Đấy, mục tiêu của anh nếu tăng số lượt xem thì là reel. Thì đấy thì mình cũng muốn đẩy song song ấy. Thì mình là tí được. Mình muốn là trên quảng cáo trên reel ấy, thì mình muốn quảng cáo để tăng cái mức độ nhận diện thương hiệu. Chỉ được là ở trên reel và lại, trên short YouTube và trên lại, TikTok. Còn lại là chạy quảng cáo mà để chuyển đổi ra đơn ấy thì mình sẽ chạy ở trên feed. Đúng rồi. Thì bây giờ ví dụ như chạy trên reel. Biết nhá, ví dụ em demo cho anh nhá. Ba kiểu nhà hot nhất năm 2025. Ba mẫu thiết kế hot nhất dưới 400 triệu năm 2025. Nào. Lại hỏi khách hàng nhá, mấy khách hàng khó tính này nhá. A này, content A này. Mục tiêu của anh đây là biết. Tôi chạy một cái content là ba kiểu nhà dưới 400 triệu hot nhất 2025. Với B, B là anh giới thiệu một cái công trình anh vừa làm xong rất đẹp. Giới thiệu một công trình đẹp. Cái nào hiệu quả hơn? Biết nha. Chữ biết nha, cái nào hiệu quả hơn? Hiệu quả hơn về chữ biết. A hay B? A hay B, hiệu quả hơn về chữ biết. B. Đây là những người mà anh cần thịt ngay. Còn câu trả lời là A nha. Hiểu chưa, phải nuôi từ lúc bé lên chứ. Hiểu chưa? Năm ngành nghề hot nhất năm 2025 mà bạn chạy quảng cáo Facebook chắc chắn sẽ thắng. Biết chưa? Ví dụ vừa năm sản phẩm Hạnh vừa nói xong là biết thằng Hạnh chia sẻ cái đấy chưa? Bây giờ thằng Hạnh này, khoa học Facebook của thằng Hạnh có cái gì? B đấy. Thích cái nào hơn? Thích ở đây là để biết đấy, biết về thằng Hạnh ấy, thích cái thông điệp A hơn hay thích cái thông điệp B? A hơn. A là không bán hàng, còn B có dấu hiệu bán hàng rồi. Thế nên câu trả lời là được anh, nhưng mà nó phải là không, cấm tuyệt đối không bán hàng. Cái phễu ấy, cái hàng lạnh ấy. Thì còn một chữ nữa mà em chưa dạy mọi người, đó chính là cấm không được bán hàng ở trong phần đấy. Có yếu tố bán hàng vào thì nó là giai đoạn ấm và giai đoạn nóng để thịt rồi. Còn lạnh tức là cấm không được bán hàng. Hiểu chưa? Đấy, nó là ăn. Ok chưa?